carbon thay thế bi bình thường cũng được. Bi hãng là được ha anh ha. Dạ, hãng nó mắc. À, lấy đây gửi luôn cho. Cái motor turbo mà của thằng Yamaha đó cho anh có không ta? Hết rồi anh. Dạ. Dạ. Rồi chị chừng nào mới có hàng lại ta? Không quên nữa. Hello anh em nhé. Anh em nào tiền nhiều vào trong này chơi, cái vô lớn 100 triệu mẹ rút hết cả lốc rồi vẫn gợn. Anh em phải ra ngoài kia lấy xà bông rửa lại, ăn cái bộ này sạch trùm anh cái nào. Cái nào kia, chuông kìa. Rửa lại sạch dùng ấy. Rửa lại. Để rửa hết luôn. Rồi xe này thì anh em này báo đã rút lốc rồi luôn nha mọi người. Cái này bổ máy rút lốc vẫn không hết này. Rút lốc mâm lửa, làm côn, dây cu loa, bi bọc anh em này bảo thay hết rồi. Đây. Đấy, nói chung là đi ở giải 450 gượn rồi tê mông. Ta rửa hết đi, rửa lại hết đi. Đấy xà bông Omo ấy, à, nước rửa chén ấy. Đó, gọn mẹ, tê hết cả người. Rút hết cả lốc. Rút luôn mâm điện à. Ồ. Cơm cháo cường mô tô rung gọn. Tê mông hết. Rồi, ác. Ngon lành hết. Rút cả lốc. Chưa? Vẫn gượng. 450 nha quý vị. Lốc keo mới còn dính này. Rồi, keo. Đó. Keo dân dòng, dòng quý lát này. Gợn. Gợn như kiểu mà chúng ta đi biển sóng. Như kiểu mà chúng ta mà tăng sen sai mà bị căng á, gợn ở cái giải 450. Gợn kinh khủng. Gợn anh em ạ. Dễ ăn đâu mọi người. Phê phết. Gợn. Bắt bận lấy tiền. Mẹ chưa không ngủ, mẹ tí nó lại dậy là mờ hết cả mắt. Rồi, đặc biệt cái loại đen nhám này và cái loại màu xanh đấy. Sạch cho em trai. Xịt sạch đi, rửa kỹ vào. Thank you.
phải nắng xuống rồi, đâu sạch chưa? Phải nắng xuống rồi, đây rửa chưa sạch nè. Một cái bình nắng dùng nha em, phải nắng chút. Bộ quạt xẻ anh em ơi, comment gọn tê hầu bao. Đấy, cái bàn này chỉ có thần y mới sửa được thôi. Mai anh Đạt ơi, mai mày có côn hết côn rồi anh trai ơi. Biết có hết hay không, lấy được tiền hay không. K66 K66 luôn. Chuẩn bị lấy tiền đấy. Đình Hiếu ơi, Đình Hiếu vẻ kêu ai làm hết gợn 450 vẻ từ giải từ 0 cho tới 145. Đình Hiếu bảo tặng luôn con AB. Đình Tuấn chơi vẻ chất. Ít gì Đình Tuấn. Mệt lắm rồi anh Trần Đình Mai ơi. Rồi cái này toang cái này rồi này. Cái này đi không? Đầu tiên là cái này toang nhá. Cái này nó bị vẹ anh mới xử. Rồi rồi. Đầu tiên là cái bully này toang rồi này. Đó, nó gợn, em nhìn nó gợn. Đấy, nó tiếp tục căn. Rồi, một phát. Vấn đề tí nó căn cục nồi đấy chứ. Rút lâu rồi nha anh em. Đồ anh em mà xử lý không ký thì anh em có mà mẹ rút trời rút bể nha mọi người nha. Tôi dám đảm bảo mọi người luôn. Bộ nồi mọi người căn chưa hết bài mọi người có mà rút trời. Hoàng Đình Hiếu tặng luôn cho thằng nào làm hết gợn rồi mẹ con AB ăn phụ cho chú một nửa. Hoàng Đình Hiếu.
nó rút luôn cả lốc. Chưa, bộ con cái khô chưa cái đã. Chờ chút, cho nó khô cái đã. Má xe lít cụ già cái đi về là quên cụ không đi cái xe lít đấy. Nhiều thằng cứ nồi canh xong thằng bắn đạn lắp vào phát là bị. Chưa? Tôi nghe kể nhiều xe mà vệ sinh đấy. Dạ, vệ sinh xong gỡ. Lại gỡ. Đồ quá khắp nó chửi, má vệ sinh xong lấy 50.000 xong đổ ra chạy gỡ tê đít. Khát bảo mẹ nó xe tao thì vào thì không bị. Tháo ra vệ sinh. Lắp vào thì gỡ. Canh phát thành công 4 lít. Được không? Được không các tình yêu? Thì mẹ giảm mẹ là 80-90% 4 lít. Xịt dùm ăn chai cái này em trai. Xịt dùm ăn chút cái đó. Cho ăn mượn cho mày chút. Ê, vào đây bắn cho em cái bộ nồi con sau ra giùm em cái. Bắn cho em bộ nồi con sau ra giùm em cái. Xịt lít á, xịt lít kìa. Rút ra làm gì, rút lóc rồi. Rút lóc rồi. Ok, cứng rồi nhỉ. Mới tháo ra rút lóc rồi. Thế mà vẫn bị. Vẫn bị thì bị mới tới đây chứ. Thế là làm ở đâu? Xe em này mà. Làm ngoài đá. Thở hết mà. Bán em mượn một con clip kìa. Đủ mọi rồi. Tết hổ bao. Không ngủ à? Không ngủ chứ chạy qua đây làm gì? Đang phát trực tiếp này đi ngủ sao? Xe phụ cứ tồi. Phụ đây mẹ chưa ngủ thôi mà. Chứ ở ngoài Bắc anh em ít chứ ở đây nhiều người cái xe đang bình thường vào cái vị gì hơi giật tháo ra tư vấn khách hàng cứ thay vệ sinh xong mẹ mở bung càng các vệ sinh xong lấy được 50-70 ngàn tí nó quay lại nó bảo đủ ở sau gợn rưỡi đâu có nhiều xe nó hành tới mức độ đó mà thì đây hành mấy ngày rồi hành mấy ngày rồi ngày qua chứ hôm đó đây thì hạ máy mất gần ngày rồi. Vô cái lốc bên mâm điện à? Đầu vô các tiếng á, xong rồi giờ rằng rồi nó còn đau lên mạng á, nói để em lại em canh nồi đồ hết rồi, thay đồ thử đồ hết vô đó cũng còn bị vậy không, nói nó đúng lắm không vậy nó còn chịu. Trực tiếp của trực tiếp đó à. Hải Phòng. Khô ra ngoài cái khô cho em trai. Cho nó khô cho, thật khô nhá. Quá sau vào học anh trai ơi. Cần cho các chú nhìn luôn. Tay nghề nó phải dẻo như ai đấy. Đó, lắc ra lắc vào nào không lắc được.
cái phone của như này hành cho 3 ngày còn chưa xong. Cố kết nối kết thúc. Bữa hả? Bữa hả? Không, đang bỏ khách hàng mang đến cho sư phụ. Ông anh kia. Với em cái kìm xanh nhé, kìm phe trên kìa. Trong cái kìm đỏ, trong kìm đỏ trên cái bảng á. Trên cái bảng á trai ơi. Đó, trong trong cái kìm đỏ cắt kìa. Anh trai kia cũng là thợ sửa xe đúng không? Mang đến cho sư phụ làm. Mẹ phụ làm có thành công chứ đâu. Mẹ cái này phê lắm, nó rút rồi. Nó rút cả lốc mà. Bây giờ cho con cái. Em chào anh. Anh Thành nha. Dạ dạ, kia coi có không kia. Phe á, phe mới ở đây mà. Còn có cái à. Em đi bình tĩnh anh ơi. Đi học nâng cao. Mà cứ hỡi rồi à. Hơi, 19 thôi, nó mở rồi sao cho em cái. Đây. Cái xe mới này để đây 3 cái rồi. Quạt bay đi à? Quạt thổi bay đi mất rồi. Thôi mẹ ba xe nó mới để gì. Chúng đấm này cơ. Ồ, chị tài đó. Để cho anh em thực hành trên tí. Nhanh người búa. Khỉ hết. Đấy. Yên tâm, mai chú Tuấn về anh đắp cho 5 cái bằng mang về. Đấy. Có cứ làm như nó nồi máy em trai. Tắt máy ra nhịp vòng nhẹ nhẹ. Tắt đi không sao. Đi. Cái đấy không cần phải lắp, cứ đi chạy đi đã. Nhá vòng ấy. Đủ hai phe bay đâu nhỉ? Đá qua đá lại. Răng phe hết. Kiểu gì mất phê à? Ừ, phê mới 3 cái rồi. Coi đỡ bao nhiêu phần trăm vào nói nhá. Bây giờ tìm hai cái phê. Cùng đây này. À, tội thằng nhỏ anh em ạ. Bởi vì nó mang vào, nó bảo gợn đủ, nó làm nồi không hết, nó bổ mẹ rút lốc. À, rút lốc xong giờ không hết. Rồi nó tới đây. Ôi giời, con này gợn ghê lắm anh em ơi, nãy tôi chưa chạy, nãy ra tôi mới tốc nhẹ cái 40 thôi. Ừ. Tí làm xong 4 lít, mẹ buổi trưa nay mất cả ngủ. Mẹ đôi khi không muốn kiếm tiền nữa mà, nó cứ bắt mình kiếm tiền. 5, 6, 7. Thế chia cho 7, 8 người thì được bao nhiêu? Chia 8 người. Chia 8 người thì được bao nhiêu? Thằng này làm bẩn quá, thằng này làm chưa tới bàn. Bẩn thật, thì mẹ nhớt không. Không chịu lau à? Thằng bẩn không tả được, thì mẹ rút lốc. Bẩn. Rồi mới nhận hàng em trai ơi. Ôi, mình về mình phải tiện một cái này. Mình đục ấy thôi, mình đục cái gì nhỉ? Cái miếng gỗ rồi nó hay vỡ. Mình kiếm tiền thì dễ mà mẹ đại tử mình lại làm mất tiền dễ thế nhỉ? Đó là anh em mình đã có cái súng này. 5 lít. Đó vậy hả? Bắt 5 lít mất tờ châu săn. Súng này này để bắn cái côn nó ra này. Bị bật ra này. Đó mình.
không? Ừ. Quá chưa? Thế nào? Chưa quá thì về mai đầu tư đi. Ngoan quá chưa? Có rồi. Có mua rồi. Rồi bán ba cái chân trong lấm đó, rồi để lóc nấu hết. Nhưng mà bạn ngày đấy ra sướng nhận. Cái này để rung cái gì nữa không? Bắn qua cái chân trong lấm rồi để lóc hết. Tôi có nghĩ vậy nhá. Rung cái gì nữa không? Điền Hiếu ơi, chuẩn bị trợ cho mình. Điền Hiếu ơi, Điền Hiếu chuẩn bị đi tu luyện rồi nhá. Khi nào tu luyện alo nhá. Bớt bao nhiêu? Hả? À? Hết rồi. Hết luôn. Có đâu. Rồi bây giờ em lắp ăn cái nắp này vào cái nữa rồi vô trong kia ăn canh phát nữa. Đây. Đủ xứng đáng đôi bàn tay vàng. Trong làng lượm vàng. Tôi tiến lên đây lắm đấy. Đôi bàn tay vàng, trong vàng lượm bạc. Ê, thế thôi. Trong làng lượm bạc thôi đấy. Cứ biết sao ở đây là anh em gật gù là được. Đôi khi cuộc sống 3 ngày, đôi khi trong vòng thì mẹ nó chỉ một phát là sờ tay rồi hết bận. Gà ăn cái nắp vào em trai rồi, lượn ăn một vòng nữa em trai ơi. Cấm về nhà mở ra nhá, tí nó căn cấm về nhà mở ra nhá, mở ra vào lại lấy thêm phát nữa. 50%. Mang về vào mở ra nữa là lấy thêm 50% thôi đấy. Ê, Hoàng Thị Thiếu chuẩn bị đi tu luyện rồi mà. Ê, chuẩn bị qua Nhật tu luyện, khi nào tới trường học ở Nhật rồi gọi cho tôi nhá. Ê, Sơn Nam anh Tuấn quay bully ghê quá. Tôi nói cho anh em nghe này, ở trên Việt Nam mà tôi dám bỏ số tiền ra 420 triệu để cân những cái thằng mà gận gợn ở trên Việt Nam này thì anh em biết cỡ nào rồi đúng không? Ê, những cái thần thánh mà cứ bảo chị gợn gợn ấy, cân tới giá 420 triệu. Đúng không? Mang tới đây phải chạy thử một tuần rồi đi về. Ủa, phe thì em có ở đây. Không, nhưng mà mất một cách như thế này vô lý nhỉ. Mất hai phe mà tôi vừa ở đây mới ông nhét túi không ấy. Tà nó mất hết. Cái này là giờ khách nó trở la quá rồi. Tù khách la từ bữa giờ mà. Thằng này nó bảo là ok mà lên trên mạng. Má lên trên mạng xong làm nồi công hết xong rồi tháo ra rút lốc. Đồ rút lốc mang vào càng gợn hơn nữa chứ. Anh em rút lốc thì tùy theo tình huống anh em ạ. Rút lốc có nghĩa là sao? Ở trạng thái cái ổ bi ấy nó bị lỏng lưng hoặc đồng thời nó bị mòn cốt thì anh em mới rút lốc. Chứ không phải là ở bên cái lốc ở cái mâm điện mà nó lỏng, chúng ta cứ mang ra rút lốc là hết gợn đâu. Alo. Rồi để em kiểm tra. Zalo nhá, vào Zalo bấm em Zalo liền nhá. Để em gửi. Rồi. Làm nó làm bẩn quá hiểu không? Vừa rồi thằng lính nó bán cho nó một nồi đâu mấy ngày nó làm bẩn quá. Sao nó đây nó làm cho nó đáp nồi nó vệ sinh mốt à? Nó không vệ sinh. Tao phải rửa sạch chết con. Thôi đi về ngủ đi, chiều qua học 2 giờ đi về đi. Để em lắp nốt cái này ấy, đi về ngủ đi. Sao? Rồi vào đây cái đã, đồ ăn, đồ của anh là chú. Đi. Ok hả? Như vậy là ok đúng không? Bây giờ một là bắt bật cho em rồi nha. Hai là đổ cái canh phát nữa để thay đồ phát để đi như vậy rất hào nha. Giờ là không phục vịt cái nồi này nữa. Thank you.
Má bây giờ tháo ra lắp vào lại gọn thì bỏ mẹ. Xe em còn xăng không? Còn. Hút hút em nữa. Riêng bài nồi này mới ông học ra 7 triệu hay 10 triệu về FI này, tặng cái bài nồi này, tặng cái động cơ, tặng cái thiết kiệm cho người nhà thì nó làm 10 bộ nồi lẫn lại chiều. Đưa đưa đây hút xăng vô. Khóa học này nó mang lại cho anh em cái bộ nồi này căn miễn phí cho mọi người và xử lý cái động cơ không cần phải bổ máy luôn. Đấy, anh em hiểu không? Ví dụ như cái động cơ này trong cái mâm điện nó lỏng, tôi hướng dẫn cho mọi người không cần phải bổ máy, trừ khi nó lỏng lưng bạc đạn, rên hoặc là đồ. Đấy, mọi người bỏ tiền ra, mọi người tham gia khóa học này tôi đảm bảo về nhà làm khoảng 10 con xe lấy lại vốn. Tất cả bí kíp võ công mọi người học được, chịu khó lưu nhớ lại mọi người mang đi suốt cuộc đời. Dám đảm bảo mọi người 2022 này luôn. 2023 tôi không biết là tôi còn sống hay không, hay nội lực nó có lên hay không. 22 này hết bài. Mấy triệu bạc? 14 để truyền cho công lực tăng nhanh lắm. Nó buồn cái vừa nó khai giảng mẹ bữa tôi quên mất mang bó hoa dựng ở đây đổ chứ quên cha mất. Mua bó hoa 200. Quên mẹ mất rồi live stream rồi cho rồi ngày thấy nọ kia quên mất. Quên tiểu vào ộp cái chảo vỗ tay cái múc luôn rồi. Ơi. Thôi bị tiểu sót chú đáo. Ủa, thiêu chỗ đấy. Khai giảng chơi cũng được mà chưa xe thì chuyên nghiệp thế mà khai giảng không chuyên nghiệp thế nào. Được. Dùng anh khác xử lý lại cái này có xong không? Đây đây em trai ơi. Rồi hết đi rồi. Cái này ok. Làm nồi chống gợn thì phải tặng luôn cái dây cô loa này luôn. Mỗi người được một dây cô loa mang về 14 tặng, người. Tặng cho em này chứ. Nói cả đó. Đủ dây loa không được, dây loa còn ngon mà dây loa để lắp xây nhà đủ dây nhà toang mẹ mất. Lấy lại. Mình lắp dây kia. Bộ trước nó ăn rồi là để luôn. Bộ nồi trước bây giờ nó ăn rồi là để luôn mọi người. Bây giờ tháo ra phát nữa lắp vào đủ. Phải đánh dấu mệt lắm. Đúng không Trần Đình Hiếu? Ô xì kê rồi đấy. Để bây giờ xử lý cái thằng đằng sau phát nữa. Bàn tay vàng nhưng mà lại nhúng vàng đen. Gửi số tài khoản trong này nổ tài khoản đã. Còn giàn nớt lúc nãy vợ đưa tài khoản mà chồng tức là muốn chạy thử, bây giờ phải chuyển cho chồng hoặc là chạy thử cái gì được là được luôn, không chơi cái bài gọi là được với giả tiền này, không chơi bài đấy, bài đấy đi chỗ khác vào là phải chết. Chị anh ấy bully cái cô Dũng rồi. Đúng rồi, thằng đệ tử kia rồi. Thằng ấy mới cái này võ công rất chịu học nhỉ. Cứ né đi đâu xong mai mốt đủ ăn đi Hà Nội dạy xong mới gợn. Gợn xong đủ ngoài xong cứ gọi ăn vỡ mồm ấy. Mấy đứa chuyển về Hải Phòng dạy ở đấy, Hà Nội chứ. Rồi chuẩn bị có khóa học ở Hải Phòng và Hà Nội nhá anh em nhá. Anh em khu vực phía Bắc chuẩn bị. Đồng đủ mới chạy chứ. Trên 100 triệu mới chạy. 100 triệu mới chạy được, không chết.
chở hàng hóa này, người ta gọi lên toa quá đây, trưa này đang lên to hàng này, lên không kịp rồi, chở hết cả nồi rồi. Biết nắng em trai ơi, biết nắng chú ơi. Ăn là phải chặt xuống giờ tay ăn đéo làm được. Từ chờ chút. Đi về à? Về trước đi, lấy xe nào anh về trước cho anh nghỉ chút đi. Anh lấy xe nào đi trước đấy, xe Sirius đấy. Đi về nhà nghỉ trước đi anh. Lớn rồi mình nghỉ chút, rồi chiều mình học cho nó vào đi. Còn anh em nào về về đi, còn ở lại thì ở lại. Về phòng nghỉ chút đi, có gì đâu nữa mà xem. Hết bài rồi. Xem từ bấy giờ nhìn thấy cắt lắp rồi. Ở đây còn chờ chi tiền. Không được, hả? Chờ chi tiền chứ. Chờ chi tiền chứ chi tiền mà quan trọng là chi tiền đâu lượm lứa nữa, quan trọng lượm lứa xong đã lại đi về chưa gì đã đuổi rồi được lượm lứa bán phát xe nào nhỉ? Về không về thế à? Đi về đi anh lớn rồi, về nghỉ chút đi, về đây lứa cái chuông ấy này mới cái lứa hết nhớt đi. Hả? Tắm rồi. Ngày này anh sẽ quẩy anh đi vô cà phê chưa? Đúng không? Đi. Đấy à. Đúng rồi, uống cà phê chứ. Hả? Cái nãy giờ đâu? Khô chưa? Cái bún mì khô chưa? Đấy, nãy giờ bá hả? Bá thôi chiều chiều đi. Nghỉ đi. Đánh. Có ba con sâu gì nữa. Có đâu không biết, nó không biết, nó lãng cha nó vậy chứ. Chứ gì đâu mà biết thì chia sẻ, không biết thì thâu, nó không biết. Đúng không ông Dũng Nhóc? Không đúng luôn vậy. Chứ sao vậy đúng? Đi về ngủ là đúng đấy. Sao lơ lơ ấy? Muốn cái ban gì? Biết không? Không biết không? Muốn cái ban gì? Anh không biết. Cái banh gợn gợn. Tất cả đúng mi. Vậy. Ừ gì đó là đúng chứ chắc. Không biết banh nhưng mà không biết kỹ. Anh biết chưa? Anh biết rồi. Thì sao là anh không chia sẻ? Ok. Đâu quý. Đây. Đâu quý cái gì chứ 50.000 nhưng mà không có đường lẽ. Không có tiếc 50.000 với một quan bệnh hay không bao giờ tiếc. Ờ sâu xanh chưa đây. 50.000 nhưng mà bệnh nó rẻ thúi mà thúi gì đâu quỷ nó là 50.000 ngoài. Nếu mà chỉ chính xác 50.000 gì ngoài là con nó lấy lại gấp mự đó anh. Cái gì đâu mà 50.000 biết không? Qua chẳng biết không mày vì vậy cho nó đúng rồi là phải đấy bà gì nó đền nó xe thấy mụ đậu luôn. Tiền có siêu xe đi rồi phải đền mua xe cho công ty mua xe luôn.
Bà cho đi em. Mới này quan trọng gì đâu. Mới này sẽ cung cấp ở trong nhà. Còn mới để kia để nó bôi được tung. Mới cái gì? Tao là quẩy đi xin chứ mua cái gì anh. Cái chỗ mấy thằng cũng chưa được làm xin chứ. Mấy thứ lạnh nó có cái trong lòng mở chích cái miếng gì xà gì. Đó là lại xin tiếng. Đại chớ đời mà đời ta bây giờ nó mắc gì sống ngủ chứ bị ngủ tòe hết tán rồi đủ bạn gì mà tòe hết tán này ghê thế nhỉ. Đủ mà kiếm mà đi mua chạy qua hiếu hạn này làm mua tán này sắp tuôn nó mà ra nó sẽ xẹp và mở mồm. Em mua đồ bên đó không? Đó. Hả? Ba em mua đồ ăn. Cái lúc hỏng có thay thôi. Cái lúc kia bỏ bà. Chuột bánh này bánh ngược chiều rồi. Nó vẫn... Thằng nào bán đâu vô rồi á. Bánh ngược bạn không có đồ mở mà. Bán ra làm lại không rát lại vậy nó cũng đè mà... Bậy nó không có đồ mở nhưng mà nãy ở bên kia nó... Ồ má đéo đường đâu rồi biết nhìn ai là biết lá ngóc kìa gắn đỡ hả lá ngóc mình kìa gắn đỡ đổi cho con này. Này thì sư phụ lấy mẹ vào lắp xe. Hàng sư phụ hàng lại. Chỉ mua trà ăn. Bỏ vô vô xe sư phụ hàng lại. Con này có ba mấy chục bàn nè. Xe mới xăng nhỉ. Alo. Nổ ga cái cháy cầu chì tổng hả? Nổ máy cái cháy hả? Kiểm tra bơm điện có chập ở đâu không nhá? Mở bộ bơm điện ra có chập không nhá? Không, mở ra, mở bung ra có bị chập bên trong không nhá? Ừ, ok. Nó bận quá.
kia bắn cái gì rồi. Quay không sướng thôi, chạy thử em trai. Nè 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 kia lại. Sao này dựng không sát ở lại lại đây nhỉ? Cho con Ad Winner kia sát vào cái trụ này. Là không để ý đường đi gì hết. Ngồi đi chơi đi thôi. Rồi cho bạn. Biết có cứu lại cái bully đó được không? 400 con tán nữa, mẹ 430 dây của loa đưa mấy chục ngàn uống nước 5 lít. Mẹ mệt bó mẹ chưa đang ngủ. Đưa tờ châu săn đi massage chứ anh em. Mọi người học DD Auto, mọi người có áo em cũng có áo này. Đấy. Bữa nào em vào DD Auto em học khóa nữa là nội công em sẽ lên đấy. Đấy, em có áo DD Auto. Đấy. .ddd.vkvk.vo đủ vã bồ hồi đấy, tội quá hẳn như bình thường ngủ 1 giờ nằm chút chập mắt chút bảo nó đứng ngoài kia luôn. Ok, đứng ngoài kia đưa luôn, đưa tiền luôn. Có đưa thêm thì có gì được. Từ bấy giờ ngồi đây làm được vài chiêu nhìn thấy rồi cứ vậy mà làm chứ. Bằng quê mềm gửi cho. Ơ mà chia thiệt chứ. Chia gì mà chia. Chia, chia. Tôi làm mấy cụ nhìn mấy cụ phải đưa đóng thêm luôn. Cơ cái đùa không? Đây người phụ sao mà được. Mấy người phụ. Ông cho lão đồ cho. Bằng quê. Con. Bằng quê em cho ăn luôn á. Em không lấy đâu rồi. Đâu đồ quế như khó nhai quá. Nhai bộ không nổi không được. Em nhai nào dễ dễ nhai nút gọt rồi. Rồi chạy thôi tất bán giải được không phải nhai đi chạy không nhai đỡ hơn nãy nhiều không? Bộ này bộ trước là bộ nào hơn? Bộ này hơn hả? Bộ này nó đỡ hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rớt nữa là toạn đấy. Áo được để rớt. Tiền mày chết rồi đúng. Đó, thôi, thế là xong. Nhặt được, chia. Đưa cho tức này anh chia. Chia, tao chia. Đưa vào chia mà cái đứng yên. Em không có xe rồi. Đi đậu thì cứ chia. Đấy mà cũng quay lại chim lên. Quay không ta? Quay mà nuôi vẫn còn là chim là phải quay là lúc đưa tiền cầm trên tay đàng hoàng chim mà anh em quay vô cầm vô rồi, rồi, rồi. Cảm ơn mấy ông quay lại chim đưa tiền mới vậy ồ vậy ngon lành cái đàn lúc nãy nó đi tới 40 mình mới để ba cái rung 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 ở bộ nồi này là lắp xe mình thôi. Nồi côn bánh đồ bánh này không côn không có đồ nghề này chặt ốc này lắp lộn này không? Tới tôi mà hên tôi thay cho con tán này chắc nó cũng rơi cả tán anh em thấy không ẩu tả đây đây mới là này chưa biết làm nồi nào xe chạy nặng chích chưa đủ đẳng cấp là chưa đủ trình. $400,000 đưa nhanh cho 500 khỏi thối lần sau anh còn làm. Cứ vậy cho nó khó mẹ nó mới tới đây nó ăn mẹ thiên hạ nó ăn hết rồi. Nó hành em bút rồi em ba ngày lại có bốn tốn em bút một mớ tiền rồi thầy còn kêu bo nữa tặng cho dây cô loa luôn thấy không mẹ dây cô loa giờ nó mua 450 tặng cho dây cô loa gì nữa còn như muốn mít. Như tặng cho bộ nồi gì nữa tặng cho bộ nồi nó lại đưa bộ nồi móc của mình $500,000 coi như đánh lô đề hết mà có gì đâu suy nghĩ nhỉ biết nó mất phần nào mất là do mình chứ. À. Tí xe này lắp vào thử coi gọn không nhá. Chạy 40 coi gọn không nhá. Nha. Đây lắp vô đây chạy hết gọn á. Rồi lắp vào đi. Lấy tiền kiếm. Rồi. Lắp vô. Rồi lắp vô đi. Coi gọn không? Lấy dây con luôn hay. Dây con mình có mà. Chà, 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 cái gì chà tầm bậy tầm bạ không có chà gì hết đưa vào luôn đưa vô ra chạy coi gọn không không gọn thì đổ vào tính ra bàn tay thôi bàn tay vàng chẳng có nồi mẹ gì hết lắp vào hết gọn anh quả tháo ra lắp vào đâu mà hả anh quả tháo ra lắp vào thôi nồi đâu thấy ăn như vậy đâu không ăn không ăn được xe này bảo làm không gọn luôn á. Lắp vào anh em giữ ga khoảng 40 ấy. Được không? Bắn nó có chiều bắn nhá. Cái đo ngay đâu ta? Ăn luôn rồi chứ bố ơi. Chỉ có thế thôi. Cô ơi đâu nữa nhỉ? Núp luôn rồi. Khỏe mỡ ông này học đệ tử. Bay hết. Ấp còn núp được. Đúng không? Đúng không? Như vậy có lúa vô là cái gì nuốt cũng được.
giòn. Lấy xuống rồi. Nó cũng giòn rồi nữa nè. Bắn căng quá, mai mốt mở ra vỡ mồm. Bắn vừa vừa thôi, còn một con ốc nữa đâu ta. Chạy thử gọi thôi anh em, bơm lốt lên. Bơm lốt lên, chạy gọi thôi. Kìa, ông nào chạy thử. Quá đâu nhỉ. Quả kìa. Rồi bơm. Đây. Trước khi ấy là phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn. Câu nào né mà chạy thử cái xe thôi đây, giờ. Đây, đây. Giờ anh ra anh chạy mình mới trải nghiệm mình mới biết được anh khoáng mới cầu. 40 nha, giữ 40 có gọn không? Quay lại báo anh em một cái. Trời, con hôm nãy mới để ba từ đây ra đây mà khách nào chịu nổi la ngay. Đủ mamuli ra kia đập ba đập đủ lấy 400. Lấy triệu không phải đưa, triệu không phải báo trước. Anh xử lý ban này được, lấy triệu không có thôi. Vì phải ăn bỏ buổi trưa ra. Thứ nhất là mất ngủ, thứ hai là không đi ăn tiệc được. Anh hiểu không? Anh em thì anh em nhé. Anh em nó tới với nhau liên tục thì không sao. Anh em lâu lâu mới tới. 40 thằng Kim, 40 hoặc là 45 giữ đều ga. Bốn mươi bốn năm giữ đều ga, lên từ từ. Nói thật anh em chứ, anh em học với Đình Tuấn á thì mình không có chê bai ai gì cả. Anh em học ở cái nơi Đình Tuấn là anh em được chạy thử xe, anh em được thử nghiệm xe khách hàng và xe ở cửa hàng, và anh em lắp vào, anh em được cảm nhận thì về nhà anh em sẽ làm. Nó khác với Đình Tuấn dạy đào tạo ở những cái nơi khác, nhốt anh em như một cái chuồng á, như một cái chuồng cọp. Chẳng qua anh em chỉ có thử được cái ban bận rồi phun xăng điện tử rồi sơ đồ mặt điện, còn xe anh em không được chạy thì anh em chẳng có cảm giác là con xe này nó bị rung hay là nó bị gợn hay là nó bị hụp ga, đúng không? Còn đa số thì mới người dạy cho các bạn nó như một cái lò luyện công vậy, mẹ lên trên đấy nổ máy chẳng dám nẹt ga, mẹ cứ phân tích dữ liệu ok rồi không bao giờ thành công được hết nếu các bạn không có xe các bạn thực hành. Đó là cái gì tôi chia sẻ đấy, nên đôi khi nó bị đụng chạm tới nhiều bậc thầy thì nó hơi bị khó chịu tí, nhưng nó phải là thật. Ok không? Hả? À? Thì ngon hơn chứ, mới làm cái nồi kia mà bột ra chứ, có gợn không? Rồi anh em chạy thử đi, lần lượt đi, có gợn không? Đấy, thấy không? Anh em tới đây anh em chứng minh. Không phải chạy chứ, giữ ga 40, đội nói bảo hiểm vào ăn. Mình mới có cảm nhận mình làm nghề được chứ. Vậy mình mới giao xe được chứ. Bây giờ phun xăng điện tử không, đầu sau mà đủ. 40 hoặc là 45 hoặc là giữ ga 50. Đúng rồi, nó gợn như kiểu mà cái sen mà Exide hoặc là Winner mình tăng căng ấy. Nó lợn sóng, gợn. Đồ ăn lên coi YouTube, ăn thợ coi YouTube, ăn ấy đồ rút lốc, đồ ghê chứ mang ra gió đá khò. Xe người ta mang mẹ zin mới chạy 15.000 cây, tháo ra bổ máy, dán gioăng quý lát, keo dính lồm xồm, mất thẩm mỹ. Gặp tôi mà mẹ bổ máy ra mà không hết, tôi cho ăn luôn cái động cơ luôn ấy. Nói thật, hà bổ máy ra mà nhận mà hết bài thì không sao, bổ máy ra mà vẫn còn gợn thì mẹ tôi cho ăn cái máy luôn. Đó là bắt bận tầm bậy chứ, tự nhiên con xe chạy 15.000 êm ru tự nhiên mang ra thì mẹ làm lốc vỡ bẩn, dán keo, mẹ gặp tôi la in ỏi lên,
đúng anh em, đó là một người thợ ai cũng vậy hết. Anh em xe đây thiếu gì anh em, đây này, đây, xe chết này, nó dạy anh em để cảm nhận làm nồi chứ riêng cái phun xăng thì tử không này, anh em làm anh em để kiếm tiền thì nó chưa đủ phê. Kiếm tiền là nó ở những con xe mà rung rật ở gợn và đồng thời nó bị ban bận đấy. Đấy, còn cái phun xăng thì tử không thì xin nhê gì. Ok không anh trai? Em nồi em vừa mày bán cho nó à? Máy anh Thiện mới để cho nó bộ nồi đó à? Quên mất lúc nãy mấy ông mà qua sớm cho chạy thử con xe ban đầu là biết ngay. Tôi bảo mấy ông ghé đây không chịu mà. Chạy thử lúc ban đầu cảm nhận. Thôi về khách sạn nằm tí đi, 2 giờ qua cho nó mát. Thôi xin chào mọi người, clip đến đây xin phép tạm dừng cho anh em về nhà nghỉ nghỉ một chút xíu, 2 giờ anh em qua học. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi clip video của tôi. Chúc mọi người hôm nay có một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại những clip video phía sau. Vẫy tay chào nhau cái.